Chào các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube, kênh khởi nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Đó các bác, hôm nay buổi sáng các bác, 10 giờ sáng rồi, 10 giờ sáng thứ ba, ngày 18 tháng 7 các bác. Đó thì ngày hôm kia là ngày 15 các bác, chú Thơm có chở một lô bò ra ngoài Bắc Giang cho ông bác ở ngoài Bắc Giang đó. Thì tối hôm qua chú Thơm đi bắt hàng về, thì em cũng có up lên lúc 10 giờ đêm đó. Lúc đó là lúc 9 giờ đêm cho bà con nông dân xem rồi đó. Thì sáng nay chú Thơm có một chút xíu con chuyện thì xong xuôi rồi, thì bây giờ chú Thơm về thì làm đoạn clip cho bà con nông dân xem và tham khảo đó, để bác nào đang có nhu cầu tìm mua thì các bác cũng có thể theo dõi clip này đó. Thì hôm nay tổng thể ở trong chuồng chú Thơm tổng thể có 12 con ba bê đực phổ béo nha các bác. Đó thì chú Thơm nhắc lại, trước lúc quay video này, lô bò này chú Thơm chưa bán cho một ai. Đó thì cũng đầu clip cũng chia sẻ với các bác luôn, cũng rất nhiều các bác điện hỏi chú Thơm mua 5-7 con, nhưng mà thời gian nó trôi đi á, biết đôi khi chú Thơm bây giờ cũng không biết là các bác đã mua hay chưa nữa, nên chú Thơm cũng không gọi lại nữa. Đó thì nếu mà các bác xem được video này đó, các bác cảm thấy ưng cái bụng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để hỏi rõ cái lô 3B này thì được, thì chú Thơm trả cho các bác nha. Chứ không có rồi các bác lại bảo tại sao mà đặt hàng chú Thơm rồi mà không thấy em điện, rồi lại giận hờn vu vơ là tội em nha bà con. Đó thì cũng không để bà con mình chờ đợi lâu thêm nữa, bây giờ chú Thơm sẽ vào review chi tiết và công khai báo giá tổng thể 12 con 3B ở trong chuồng cho các bác, cho bà con nông dân xem nhé. Đó chú Thơm nhắc lại nha, lô này chú Thơm chưa bán cho một ai nha các bác. Đó, nếu các bác cảm thấy ưng cái bụng thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt lô này, ưu tiên bác nào mua hết. Đây các bác, đó, tổng thể là có 12 con nha bà con. Tổng thể là có 12 con thì chú Thơm chia làm hai ô nha các bác. Ô bên đây là 6 con nha bà con, ở bên ô bên đây là 6 con và ô bên T là 6 con. Đây, ô bên đây là 6 con. Đó, chia ra vậy để review cho bà con nông dân mình xem, tiện xem và nhận biết rõ ràng cái lề lối con me. Cái chú Thơm cột lại một lô đó các bác, thì đôi khi bà con mình nhìn nhận không rõ. Đó, thì bây giờ cái lô này lô to nhá, lô này lô to nha bà con. Thì lô này chú Thơm tạm thời chú Thơm quay sau nha các bác. Đó thì bây giờ chú Thơm vào, chú Thơm quay cái lô nhỏ này trước đi. Đây, chú Thơm vào, chú Thơm quay cái lô nhỏ này trước. Đó, để cho bà con nông dân mình xem nha các bác. Đây các bác, đó, nó ăn uống no say rồi, bây giờ nó nằm nó ngủ này. Đó, các bác thấy chuồng trại sạch sẽ không? Chuồng trại các bác nuôi bò 3B, chuồng trại phải cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát nha bà con. Đó, đây, ở trong chuồng chú Thơm tổng thể là có 6 con nha các bác, 6 con nhỏ nha. Đây, chú Thơm quay lề lối từng con một cho bà con nông dân mình xem. Đây, nó nằm nó ngủ đây. Đây, đứng dậy. Đi, 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 đứng dậy. Người về vét đầy đây các bác. Đó, 6 con nha bà con. Ok bà con chưa? Thì bây giờ chú Thơm review lề lối từng con một cho bà con nông dân mình xem nha các bác. Đây, con này là con đầu tiên nha bà con. Đây. Đi. Nào. Một con này các bác. Đó. Con này con thứ hai luôn nha bà con. Đây, người các bác, người ve vét đang rất đầy rồi. Hai con này các bác. Được chưa? Lề lối chân tay to cao trưởng nha bà con. Đây, con này là con thứ ba nha các bác. Đây, con này là con thứ ba nha. Đây. Mày à. Đây, ba con nha các bác. Được chưa? Rồi. Bên đây ba con nữa. Đây, ba con nữa. Đây. Đây. Con này là con thứ tư nha bà con. Đó. Được chưa? Đây. Con này là con thứ năm nha các bác. Đó. Và con này là con thứ sáu nha bà con. Đây. Và con này là con số 6 nha các bác. Đó. Ok các bác chưa? Bà con nông dân mình nhìn kỹ chưa ạ? Đó, chú Thơm review lại từng con một nha. Đó thì cảm phiền các bác nào xem để tham khảo giá cả, thì cảm phiền các bác cũng hết sức thông cảm nha bà con.
Tại vì chú Thơm quay đó để những bác nào mà đang có nhu cầu đó, người ta có thể nhìn nhận rõ vấn đề con me nhé. Đó, chứ không phải là thế này thế nào thì các bác. Đó, quay phải có đầu, có đuôi, có trên, có dưới. Nên mong các bác nào xem video tham khảo giá cả thì mạn phép các bác cũng thôi, các bác cũng hết sức thông cảm. Thứ nhất là xem ủng hộ chú Thơm. Đó, và thứ hai nữa là cũng vì mọi người, người ta mua bò đó thì cũng quay cho người ta xem kỹ. Đây, con này là con đầu tiên nha. Đó, con này là con thứ hai nha. Đây, và con này là con số 3 nha. Đó, được chưa các bác? Đây, con này là con số 4 nha các bác. Đó, con này là con số 5 nha bà con. Bà con này là con số 5. Được chưa các bác? Đó, thì đố các bác, đố bà con nông dân mình cái lô bò 3B 6 con nhỏ ở bên đây chú Thơm bán là bằng bao nhiêu tiền các bác? Đó, nhiều các bác chắc cũng đoán trúng trúng đây mà cũng... các bác đoán là cũng lệch lệch đây bà con ạ. Đó, thì cũng không để bà con mình đoán già đoán non thêm nữa nha các bác. Đó, chú Thơm sẽ công khai báo giá cái lô bò 3B 6 con này nha. 6 con này chú Thơm bán xô nha các bác. Chú Thơm bán xô nha là bằng 16.500.000 nha các bác. Đó, 16.500.000 nha bà con. Đó, 16.500.000 các bác có thể sở hữu 6 con 3B đực giống. Khuôn tiền nha, hàng cực kỳ ít tiền nha. Để về nuôi phát triển kinh tế gia đình mình nha các bác. Đó, ok các bác chưa? Đó, và chú Thơm cũng nhắc lại nha, các bác bỏ ra 16.500.000 thì các bác sẽ không bỏ ra bất cứ thêm một chi phí nào nữa nha các bác, để đem về đến nhà bà con nha. Đó, 16.500.000 này chú Thơm đã tính cước vận chuyển cho bà con nha các bác, trong vòng 200 km quay đầu nha các bác. Đó, bao cước vận chuyển 100 cây là bây giờ xưa lắm rồi các bác ạ. Đó, nhà chú Thơm có xe, bây giờ chú Thơm chơi hẳn 200 cây luôn cho các bác toáng luôn. Được chưa? Đó, các bác thấy hợp lý không ạ? Chắc bà con nông dân mình xem chắc các bác cũng thấy thừa hợp lý ra đúng không các bác? 16.500.000 nha các bác, bao cước vận chuyển nha. Đó, trong vòng 200 km quay đầu nè. Nếu nhà các bác hơn 200 km thì mạo phép các bác ủng hộ thêm các bác, tức là các bác cho chú Thơm xin một ít tiền dầu nữa thôi nha, chứ không nhiều nha các bác. Đó, các bác cứ search Google nha, chú Thơm ở xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nha các bác. Các bác cứ search Google, nếu các bác cảm thấy ưng thì ngay tay máy để liên hệ trực tiếp gặp em để chốt ngay cái lô bò này 16.500.000 nha. Chú Thơm cam đoan với các bác là không còn nơi nào hợp lý hơn nữa các bác. Đó, bò này là bò giống nha các bác. Đó, giá cả nó chỉ có vậy thôi nha bà con. Đó, các bác đòi hơn thì không có nơi đâu nha bà con. Ok các bác chưa? Chú Thơm nhắc lại nha, 16.500.000 nha. Đó, các bác có thể sở hữu một lô bò 3B được chất lượng 6 con này nha. Đó, xong xuôi nha các bác. Và bác nào có nhu cầu mua cái loại đẳng cấp hơn nữa thì mạo phép các bác sang BT nha các bác. Chú Thơm sẽ sang bên đó, chú Thơm sẽ review 6 con ở bên đó cho bà con nông dân xem nha. Đó, 6 con ở bên đó thì dành cho bác nào nhiều tiền nhiều tiền mà thích nuôi cái dòng đẳng cấp. Đó, chỉ 6 con bên đó đủ đáp ứng cho các bác nha. Đó, rồi. Ok nha các bác. Nhắc lại nha. Nhắc lại nha các bác. Tính chú Thơm là em nói đi nói lại rất nhiều lần. Không có kênh nào mà báo giá giống như chú Thơm đâu các bác. Nói đi nói lại rất nhiều lần. Nói to mà còn nói rõ nữa nha các bác. Nói to mà còn nói rõ nữa nha. Chứ không ấp úp mở mở nha. Đó, và hàng bò của kênh khởi nghiệp là chỉ có một giá nha. Không có giá thứ hai nha các bác. Không có giá thứ hai, chú Thơm nhắc lại nha, chỉ có một giá và không có giá thứ hai nha. Ok bà con chưa? Rồi, thì bây giờ ta sang bên đây nha bà con. Đây, ta sang bên đây nha các bác. Đây, bác nào muốn mua cái dòng to tiền, hàng VIP thì ở bên đây. Đây, bác nào muốn mua cái hàng to tiền mà hàng VIP thì ở bên đây. Đây, đi rồi sang bên đây cho các bác. Đi sang, đi sang, đi sang bên đây. Đó, ok các bác chưa? Đây, 6 con ở bên đây nha bà con, 6 con nhá. Đó, còn 2 con bên đây là không bán nha các bác, 2 con bên đây là không bán nha. Đó,
Đây, 6 con bên đây. Đây các bác này, nó ăn về nó ăn cỏ non với ăn cám, nó ỉa hơi loãng loãng một chút xíu. Đấy, nhưng mà bò 3B phải ỉa như vậy thì nó mới tốt nha các bác. Đây, 6 con nha. Cấp hàng lở nha các bác. Biểu cân trên 200 nha bà con. Đây, chú Thơm quay từng con một cho các bác xem này. Đây này. Ôi các bác. Đây, mè này. Con này là 240 kg hơi rồi các bác này. Con này chú cân là 240 kg hơi rồi đây này. Đây các bác này, một con này. Được chưa ạ? Đến con này là con thứ hai này. Đây. Đó hai con này luôn này. Đây các bác nhìn này. Lề lối chân tay to này. Cao trường nha các bác. Con này là con số 3 này. Đó. Đây. Hai con này này. Con này là con số 5 và con này là con số 6 này. Đó các bác nhìn kỹ chưa ạ? Đây nhá. Đây này, một con này hơi chật nha, mong bà con hết sức thông cảm nha các bác, hơi chật nha. Nó dồn dồn lại các bác, nó dồn dồn lại nó khó nha. Nó khó nha. Đây, ở bên T thì nó rộng rồi các bác này. Nhưng mà chia đôi ra nó khó. Đáng lẽ chú Thơm phải cắt luôn cái cây này nó hợp lý hơn nhiều này. Nhưng mà sau này mình có bắt quả lỡ về sợ nó đánh nhau nên mình cũng không nứa được. Đây. Một con này. Được chưa? Các bác nhìn kỹ chưa? Hai con, ba con này, nhìn mông này. Mông như mông vợ bạn các bác. Ui, đây. Hai con này, con này con số 3 này. Ít. Cao trưởng chân tay to này. Đó. Ba con nha các bác. Đây, các bác nhìn con 3B này. Này, nhìn con 3B này, đủ đẳng cấp cho các bác. Đó. Ít sang. Sang. Đây, bốn con này. Đây. Đó, bốn con này. Được chưa? Các bác nhìn quả mông ấy nhỉ? 5 con này. Đây các bác nhìn quả mông ấy ta. Chà. Đây con này con số 6 này. Đây các bác nhìn quả mông ấy này. Đây ba con. Chú chà mẹo. Được chưa bà con? Đó. Thì chú Thơm vừa review sơ qua tổng thể là 6 con 3B được hàng siêu VIP ở bên đây cho bà con nông dân xem và tham khảo rồi đó. Thì đố các bác 6 con này chú Thơm bán là bằng bao nhiêu tiền? nhiều các bác thắc mắc rồi đó, chú Thơm giáp vằn vỡ lắm rồi. Báo thì báo đại thì ai mà biết được bỏ chú bán mấy. Hôm nay chú bán thế này, ngày mai chú bán thế kia đấy, chú bồ dần chú mua đấy, chả biết chú bán được răng nữa. Đó. Chả biết mấy một lần nữa. Bò toan bò đẹp không các bác? Rồi. Thì cũng không để bà con mình đón già, đón non nha các bác. Đón già, đón non nha. Để các bác nhìn con mè này. Mông, mông tròn xe như mông ngọc trinh cho các bác. À, cực kỳ đẹp. Đó. Thì cũng không để bà con mình đón già, đón non thêm nữa nha các bác. Lô bò này chú Thơm bán là công khai là bằng 21.500.000 nha các bác. 21.500.000 nha. Các bác có thể sở hữu 6 con bò 3B được chất lượng này về nuôi vỗ béo nha bà con. Đây, các bác có thể sở hữu 6 con bò 3B giống chất lượng này về nuôi vỗ béo nha các bác. Đó, hàng toàn hàng đỉnh cao này các bác này. Hàng dành cho những người nhiều tiền. Nhưng mà nếu mà tính là nó sẽ khác nha các bác. Vì đồng ý nhiều tiền nhưng mà giá trị thịt ở trên người mảng cân thì nó cũng đã to rồi nha bà con. Đây các bác nhìn thấy con bò này. Đây, các bác nhìn này. Nhìn này. Đây. Đó. Được chưa? Đó, bà con tự nhận xét nha các bác. Ôi trời. Nước cái này liền cô gãy mất cái ống bơm. Được chưa? Đó. Các bác nhìn kỹ chưa? Đó, chú Thơm nhắc lại nhá. Xô đàn nha các bác. Con to bù con nhỏ nhá. Hàng sàn sàn như nhau nhá. Hàng cực kỳ đẹp nhá. Hàng cực kỳ chất lượng nha các bác. Lô này chú Thơm bán là bằng 21.500.000 nhá. Bao cước vận chuyển nha các bác, trong vòng 200 km quay đầu nha. Đó, chú Thơm nhắc lại mà, người ta bao 100 nhưng em bây giờ chơi sang luôn, chơi 200 luôn. Vì nhà chú có xe mà. Nhà có xe mà các bác. Đó. Các bác chỉ bỏ ra 21.500.000 một con, tổng thể ở trong đây là có 6 con, xô đàn mỗi con là 21.500.000. Đó thì các bác sẽ không bỏ ra bất cứ một chi phí nào nữa, chú Thơm sẽ có trách nhiệm chở bò giao tận
chuồng cho bà con nông dân luôn. Đó, hàng cam kết với các bác là hàng tinh ngoại 100%, hàng chất lượng 100% nha các bác. Đó, tìm ở đâu nữa các bác, tìm ở đâu cho nhặt nữa, đúng không các bác? Đây, tìm ở đâu ra con bà bê này các bác này, cái lưng nó phải 20 phần này. Đây này, đây nha bà con, đây, tìm ở đâu ra bà con, đây. Đó. Ủa, xả hàng các bác. Đây, hàng cực kỳ đẳng cấp luôn bà con. Đó, không phải chú Thơm bán hàng mà khen, nhưng đúng thật các bác, đúng thật luôn. Đó, nếu các bác còn thắc mắc thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để giữ cái lô bò 6 con này. Các bác sẽ đến nhà chú Thơm xem thực tế. Nếu các bác có nhu cầu mua thì các bác điện trực tiếp gặp em để giữ lại cái lô bò 6 con này. Các bác đến nhà chú Thơm xem thực tế. Bao giờ chú Thơm cũng khuyến khích bà con mình đến nhà xem thực tế. Đó, được thì các bác mua, không được thì thôi nha bà con. Đó, anh em vui vẻ nha các bác. Anh em vui vẻ làm ăn rõ ràng nha bà con. Đó, xong xuôi nha các bác. Đó, hàng, hàng các bác này. Ồ, xạo tiền đầu ra bà con. Đó, 6 con nha các bác. Đây, này, 1 này, 2 này nha. Các bác nhìn kỹ nha. Đó, nếu mà các bác ở xa không vào được thì các bác nhìn kỹ để chú Thơm chở bò ra cho các bác. Các bác xem coi có đúng là con me này này không. Đó, có đúng là con me này nha. Không có treo đồ dê bán cho chó nha các bác. Này, bà bên này. Ô, chụt ra mẹ ơi. Đó, được chưa? Xong xuôi nha. Chú Thầm nhắc lại nha. Chú Thầm bán lô này là bằng 21.500.000 bao tiền cước vận chuyển cho các bác trong vòng 200 km nha. Đó, trong vòng 200 km các bác sẽ không bỏ ra bất thêm bất kỳ một khoản chi phí nào nữa. Chú Thầm sẽ có trách nhiệm chở và giao tận chuồng cho các bác nha. Bảo hành ăn uống nha các bác, bảo hành bệnh tật nha, bảo hành tinh ngoại 100% nha, một đổi một nha bà con. Rồi, ok bà con. Đó, thì cuối clip, clip nào chú Thơm cũng nhắc thôi. Bác nào có nhu cầu mua hoặc bán trâu bò thì cũng nhớ đăng ký kênh. Đó, bác nào có nhu cầu bán thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em. Chú Thơm sẽ đến nhà các bác này thương thảo và mua những con giống chất lượng như thế này để bàn giao cho bà con nông dân đang có nhu cầu mua bò ba bê bổ béo. Và các bác cũng lưu ý là tiền nào thì của nấy nha các bác. Con bò mẹ người ta 4 năm tạ hơi thì cái giá trị con bé con nó sẽ khác với cái loại bò rách, bò ré nha các bác. Cái loại bò mà 2 tạ, 2 tạ rưỡi hơi là chú Thơm không nhìn đến và em cũng không mua. Nên mạo phép các bác cũng hết sức thông cảm nha bà con. Đó. Còn bà con nông dân, bác nào có nhu cầu mua thì nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha các bác. Đó. Đây. Để sớm nhận được này những video mới nhất từ kênh khởi nghiệp này. Để chọn cho gia đình con bò các bác này. Nó hợp với bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình nha các bác. Kênh của chú Thơm là vậy. Đây, mua bán công khai rõ ràng minh bạch. Các bác đến nhà em này cũng giống như chú Thơm đến nhà bà con mình xem bò nha các bác. Mắt thấy này, tai nghe này, này tay rờ nha các bác. Đó. Được thì mình mua, không được thì thôi. Anh em vui vẻ làm ăn rõ ràng nha. Anh em vui vẻ làm ăn đàng hoàng nha bà con. Hoặc bà con nông dân ai yêu mến kênh khởi nghiệp thì nhớ đăng ký và cũng nhớ chia sẻ nha. Nhớ chia sẻ video cho mọi người cùng biết đến kênh khởi nghiệp nha các bác. Để bà con có những nơi mua giống nó an toàn và nó chất lượng nhất so với giá cả thị trường. Đặc biệt là các bác sẽ không bị lừa nha. Cái quan trọng nhất là không bị lừa. Bỏ ra một số tiền nó cực lớn nhưng mà mua những con bò nó kém chất lượng. Đó, ý chú Thơm nói là vậy. Ok bà con chưa? Rồi, kênh khởi nghiệp xin chào các bác. Chào toàn thể bà con mình nha các bác.